Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Công nghệ Review. Và chúng ta đang ở những cái ngày cuối năm 2021, chuẩn bị chuyển qua năm 2022. Và theo như các bạn thì chiếc iPhone 8 ở trên tay mình với mức giá là 5 triệu đồng thì nó còn đáng để các bạn mang về hay không? Cùng mình tìm hiểu câu trả lời qua video này nha. Bắt đầu thôi. Trước hết thì mình sẽ nói một xíu về cái thiết kế của chiếc điện thoại này. Thì như các bạn thấy thì nó sẽ có một cái màn hình nhỏ tầm khoảng 4.7 inch. Kèm theo đó thì chúng ta sẽ có một cái tấm nền Retina với chất lượng HD. Về phần nhìn mà mình cảm thấy thì mình luôn luôn hài lòng với cái chất lượng này. Dĩ nhiên là nó sẽ không có thể nào mà sống động bằng những chiếc điện thoại sau này với những cái tấm nền chất lượng cao hơn. Tuy nhiên nếu như mà các bạn không đòi hỏi quá nhiều và với cái mức giá này, cũng giống như là với cái giá trị của cái thương hiệu Apple, thì chiếc điện thoại này vẫn khiến các bạn hài lòng chán. Và ngoài ra thì mình cũng sẽ nói một xíu về một số cái tính năng khác trong thiết kế. Như các bạn thấy về cái phần mặt lưng kính thì chúng ta sẽ có hỗ trợ sạc không dây ở trên chiếc điện thoại này. Ngoài ra thì chúng ta còn có khả năng kháng nước IP67. Tuy nhiên thì hiện tại tất cả các sản phẩm iPhone 8 ở trên thị trường thì nó chỉ còn hàng line new thôi, nó không còn hàng mới nữa. Cho nên về khả năng kháng nước thì mình nghĩ cũng khó mà có thể còn giống như cái thời điểm mà các bạn mua iPhone mới. Hơi tiếc ha. Và mình sẽ nói một xíu về cái hiệu năng của nó. Thì nếu như mà các bạn còn nhớ thì chiếc iPhone 8 của chúng ta sẽ có hiệu năng là con chip A11 Bionic, kèm theo đó RAM 2GB. Với cái cấu hình này và sau nhiều năm thì hiện tại thì chiếc điện thoại này nó đã không còn chơi game đùng đùng giống như cái hồi mà nó mới ra nữa. Giả sử như là các bạn chơi Liên Quân đi, thì cho dù các bạn có chỉnh cấu hình xuống thấp hay là cấu hình ở cái mức trung bình thì nó vẫn xảy ra giật lắc như thường. Cho nên mình nghĩ là các bạn không nên kỳ vọng về cái phần chơi game ở trên chiếc điện thoại này. Tuy nhiên nếu như mà các bạn muốn có một cái trải nghiệm thường ngày nó mượt mà, hoặc là các bạn lướt TikTok, xem YouTube, thì đây sẽ là một chiếc điện thoại thích hợp dành cho các bạn. Mặt khác thì mình sẽ nói về camera trên chiếc điện thoại này. Các bạn cũng nhìn thấy đó, chúng ta sẽ có một camera sau 12 megapixel. Ngoại trừ cái khả năng chụp ảnh vẫn còn khá là ấn tượng thì nó sẽ có một số cái tính năng quay video khác mà một số cái điện thoại cùng tầm giá bây giờ nó không có, như là quay video 4K 60fps hay là quay video 240fps với chất lượng 1080. Đối với mình đây sẽ là một trong những cái điểm cộng lớn nhất của chiếc điện thoại này. Tuy nhiên chúng ta vẫn sẽ có một số cái trải nghiệm thực tế nó không giống như quảng cáo. Ví dụ như là khi mà chiếc điện thoại này mình chụp ảnh ở môi trường đủ sáng thì dĩ nhiên là nó sẽ hoạt động rất là tốt. Nhưng mà nếu như mà mình chụp ảnh trong môi trường nó hơi thiếu sáng một tí thì nó sẽ lộ rõ những cái điểm noi và những cái yếu điểm của nó. Thế nên là các bạn sẽ chỉ nên chụp ảnh nó trong một cái môi trường ánh sáng tốt thôi. Và về phần camera selfie thì chúng ta sẽ có một camera trước 7 megapixel, và chắc là các bạn cũng cảm nhận được cái độ chân thực của những cái bức ảnh selfie rồi, cho nên là mình sẽ không nhắc lại nữa. Tổng kết lại những cái điều mình vừa nói trên và mình đã xem ở trang web của 24 giờ store rồi thì chiếc điện thoại này đã đang được bán với giá là 5 triệu đồng. Nhưng mà khi mà các bạn đến mua thì các bạn còn được giảm này giảm kia nữa thì chắc là nó sẽ chưa có tới mức giá là 5 triệu đồng đâu. Và nó thật sự đáng để các bạn mang về nếu như mà các bạn chỉ sử dụng để lướt những cái tác vụ mượt mà hàng ngày, xem YouTube, xem TikTok, hoặc là các bạn mua cho những cái phụ huynh lớn tuổi hoặc là những cái em nhỏ đi học á, mang ra đường không có sợ bị cướp giật. Còn về phần khuyết điểm thì mình đã nói ở trên rất là nhiều rồi, cho nên là mình sẽ không nhắc lại. Và mình hy vọng sau cái video này thì các bạn sẽ có cái câu trả lời cho các bạn là có nên mua chiếc điện thoại này hay không. Và nếu như mà các bạn đã có cái câu trả lời cho bản thân mình rồi thì đừng quên để lại một like và subscribe cho kênh Công nghệ Review nha. Tụi mình sẽ quay trở lại với nhiều video khác thú vị hơn. Còn bây giờ thì tạm biệt các bạn. Bye bye.